Chào tất cả các em, hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái nội dung mới, đúng không ạ? Cái chương 7 đó là nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các cái thành viên trong gia đình. Thì đây là một cái nghĩa vụ pháp lý mà pháp luật hôn nhân gia đình quy định các cái thành viên trong gia đình cần phải thực hiện trong các cái trường hợp đặc biệt khi các cái chủ thể rơi vào các cái tình trạng khó khăn đặc biệt, cần cái sự giúp đỡ từ phía những cái người thân thích, đúng không ạ? Thì trong cái phần là nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các cái thành viên trong gia đình thì chúng ta cần phải xử lý một số các cái nội dung như là khái niệm, đặc điểm và cách phân loại của nghĩa vụ cấp dưỡng. Rồi sau đó thì các cái mức cấp dưỡng, các cái phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, đúng không ạ? Được thực hiện như thế nào? Thì bây giờ ta sẽ chuyển sang cái nội dung thứ nhất. Đó là khái niệm cấp dưỡng, phân loại nghĩa vụ cấp dưỡng. Thì để tìm hiểu cái nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật có nghĩa là như thế nào thì chúng ta có thể mở ra trong điều 3, đúng không ạ? Thì có xác định cho chúng ta cái nghĩa vụ cấp dưỡng. Đó là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng các cái nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc là nuôi dưỡng. Trong trường hợp đó, người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình hoặc là người gặp khó khăn túng thiếu theo quy định của luật này. Thì như vậy, cái nghĩa vụ cấp dưỡng, chúng ta có thể hiểu rằng là nó đáp ứng được một cái nhu cầu cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Trong cái mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, đó là những cái người có điều kiện, có khả năng thì cần phải tương trợ, phải giúp đỡ những cái người mà có cái tình trạng rất là đặc biệt như là người chưa thành niên, người đã thành niên nhưng mà không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình hoặc là những cái người gặp khó khăn túng thiếu. Thì những cái người này trước tiên khi những cái người mà có những cái tình trạng rất đặc biệt như là tình trạng chưa thành niên hoặc là đã thành niên không có tài sản để tự nuôi mình, không khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình hoặc là họ gặp khó khăn túng thiếu á, thì trước tiên cái người mà họ có thể nhờ cậy được trước tiên á, đó chính là những người thân thích của họ trước á. Và chính vì vậy cho nên cái nghĩa vụ cấp dưỡng nó được đặt ra giữa các cái thành viên trong gia đình, đúng không ạ? Còn tất nhiên là ở trong hệ thống pháp luật thì trong các cái quy định của nhà nước thì chúng ta cũng biết rằng là khi với mình những người mà có những cái rơi vào những cái tình trạng đặc biệt như vậy nhưng mà không thể nhờ cậy vào gia đình được thì chúng ta cũng có những cơ chế phù hợp để mà giúp đỡ tương trợ cho họ dưới cái góc độ là các cái chính sách an sinh xã hội khác, đúng không ạ? Nhưng mà trước tiên thì cái vấn đề được đặt ra là cái vấn đề là các cái thành viên trong gia đình phải có cái nghĩa vụ tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, và cái nghĩa vụ cấp dưỡng có lẽ là được hình thành từ chính cái nền tảng tư tưởng như thế, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là để nhận diện về quan hệ cấp dưỡng thì chúng ta cần phải hiểu rằng cấp dưỡng trước tiên là một quan hệ pháp luật, đúng không ạ? Đây là một nghĩa vụ pháp lý của một nhóm người thực hiện cho một nhóm người cụ thể khi họ có các cái quan hệ hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng với nhau, đúng không ạ? Hôm trước thì chúng ta đã nghiên cứu đến khái niệm gia đình thì chúng thấy đấy, về mặt nguyên tắc là gia đình được hình thành bởi các cái căn cứ như là hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng. Thì ở đây thì chúng ta lại thấy đấy, cái quan hệ cấp dưỡng nó lại được hình thành dựa trên cái nền tảng gọi như là hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng, đúng không ạ? Tức là những cái mối quan hệ mà nó quá là gần gũi và thân thiết thì khi cần thì phải có nghĩa vụ tương trợ giúp đỡ lẫn nhau đấy ạ, đúng không ạ? Và cái quan hệ pháp luật này thì nó áp dụng cho các cái thành viên trong gia đình như tôi đã nói là một cái sự gắn kết rất là thân thiết, gần gũi, đúng không ạ? Thì bởi vì cái mối quan hệ của họ là gắn kết thân thiết và gần gũi cho nên là những cái người mà có nghĩa vụ nuôi dưỡng một người nhưng mà không thể thực hiện được nghĩa vụ đó thì thay vì phải thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng thì phải thực hiện cái nghĩa vụ là cấp dưỡng. Tuy nhiên thì cấp dưỡng không phải cho tất cả những cái người không sống chung với chúng ta mà cấp dưỡng chỉ đặt ra với những cái nhóm người khi họ rơi vào các cái tình trạng đặc biệt mà như chúng ta đã xác định, đó là người chưa thành niên, người đã thành niên
mà không thể tự chăm lo cho mình bởi không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình hoặc là gặp khó khăn túng thiếu, đúng không ạ? Thì đấy cái cách nhận diện về cái nghĩa vụ cấp dưỡng dưới cái góc độ pháp luật hôn nhân gia đình thì chúng ta cần phải xác định như vậy, đúng không ạ? Đây là một cái nghĩa vụ pháp lý tôi cần phải xác định như vậy. Đặc điểm của nghĩa vụ cấp dưỡng. Nghĩa vụ cấp dưỡng thì bao gồm các cái đặc điểm gì, đúng không ạ? Thì cũng chính từ những cái đặc điểm này mà nó sẽ lộ diện ra cái bản chất của cái nghĩa vụ pháp lý này. Thì chúng ta có thể xác định rằng là nghĩa vụ cấp dưỡng của chúng ta bao gồm có 3 cái đặc điểm chủ yếu, đúng không ạ? Thứ nhất, nghĩa vụ cấp dưỡng là quan hệ mang tính tài sản. Thứ hai là cái quan hệ tài sản này nó không mang tính đền bù và ngang giá và nó không diễn ra đồng thời. Và thứ ba là cái nghĩa vụ cấp dưỡng này á là mang tính cụ thể và riêng biệt. Thế thì với từng cái đặc điểm này thì chúng ta cần phải làm rõ. Thứ nhất là cái đặc điểm là nghĩa vụ cấp dưỡng là quan hệ mang tính tài sản. Rất là nhiều người cho rằng là nghĩa vụ cấp dưỡng là một quan hệ nhân thân. Đúng không ạ? Ở đây thì tôi xin khẳng định một điều rằng là nghĩa vụ cấp dưỡng gắn liền với nhân thân. Nhưng bản thân nó là quan hệ tài sản. Bởi vì trong cái mối quan hệ đấy có một sự chuyển giao tài sản từ người này sang người khác. Đúng không ạ? Và mà cụ thể ở đây á, là sự chuyển giao tài sản từ người có nghĩa vụ cấp dưỡng sang cho người được cấp dưỡng. Và cái tài sản chuyển giao ở đây thì được luật hôn nhân gia đình xác định, đó có thể là tiền, đó có thể là các cái tài sản khác, đúng không ạ? Và như vậy thì đây là một cái mối quan hệ tài sản đấy chứ, bởi vì ở trong đấy chúng ta thấy có cái dấu hiệu của cái sự dịch chuyển tài sản từ người này sang người kia, đúng không ạ? Rồi cái đặc điểm thứ hai nữa cũng được thể hiện rất là rõ trong nghĩa vụ cấp dưỡng là quan hệ tài sản này nó không mang tính đền bù ngang giá và nó không diễn ra đồng thời, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể hiểu rằng là cái quan hệ cấp dưỡng á, là chúng ta đang nói đến cái sự tương trợ giúp đỡ. Tôi nhấn rất là mạnh về cái tính tương trợ giúp đỡ, một cái vấn đề mang tính bản chất của cái quan hệ cấp dưỡng. Tức là cái người gặp khó khăn cần cái người có đủ khả năng tương trợ cho mình trong cái hoàn cảnh mà mình không thể tự lo cho mình được. Thế thì chúng ta không thể nhờ cậy vào ai khác ngoài những người thân thích của chúng ta. Cho nên là trước tiên chúng ta phải nhờ cậy vào họ. Thế thì bây giờ khi mà tôi đang gặp vào cái hoàn cảnh khó khăn cần phải nhờ cậy để tôi nhận được tiền hoặc tài sản khác từ cái người có nghĩa vụ, thì làm sao mà sau đó ấy, thì chúng ta lại phải có nghĩa vụ hoàn trả lại. Thì lúc bây giờ nó đâu còn mang tính tương trợ giúp đỡ nữa. Vì vậy cho nên là trong cái quan hệ tài sản, trong quan hệ cấp dưỡng này á, thì ví dụ như cha mẹ phải cấp dưỡng cho con chưa thành niên thì con chưa thành niên nó không thể tự chăm lo được cái đời sống cho mình, đúng không ạ? Và vì vậy cho nên là nó phụ thuộc rất lớn, cái người con chưa thành niên ấy phụ thuộc rất lớn vào cái đời sống vật chất và cái đời sống tinh thần về phía cha mẹ của mình. Cho nên cha mẹ khi không sống chung với con chưa thành niên thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng để nuôi cái người con đó. Thế bây giờ cứ tưởng tượng đi, rồi đến lúc con thì sẽ lớn, đi làm, kiếm tiền nuôi thân. Cha mẹ theo thời gian thì cũng già đi, đúng không ạ? Cũng không có khả năng lao động để mà tự nuôi thân. Thì lúc bây giờ ấy, con lại phải thực hiện cái nghĩa vụ cấp dưỡng lại cho cha mẹ của mình. Thì như vậy cái tính đền bù và ngang giá trong trường hợp này nó có đảm bảo không? Nó có được đặt ra không? Thì tôi xin thưa rằng là nếu như con chưa thành niên nhờ cậy vào cha mẹ, đúng không ạ, về đời sống vật chất và tinh thần, cho nên dẫn đến cái nghĩa vụ là cha mẹ phải nuôi dưỡng con, mà không nuôi dưỡng thì phải cấp dưỡng đấy á, để giúp cho con của mình trưởng thành, phát triển về mặt thể chất, về mặt tinh thần á, đúng không ạ? Rồi sau đó cũng theo một cái quy luật tự nhiên thôi, thì khi con đã trưởng thành có khả năng lao động, cha mẹ già yếu thì cha mẹ lại cần sự hỗ trợ con cái. Tuy nhiên những cái sự hỗ trợ đấy nó không mang tính đền bù và ngang giá. Khi tòa án quyết định cái mức cấp dưỡng, không bao giờ tòa dựa vào xem ngày xưa cha mẹ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để cấp dưỡng cho con, để bây giờ tòa sẽ đòi lại với cái giá rằng là con phải cấp dưỡng cho cha mẹ tương đương như thế. Thì cái nghĩa vụ, cái mức cấp dưỡng được quy định trong luật nó không dựa trên cái yếu tố đền bù và ngang giá, đúng không ạ? Mặc dù nó có thể là có đi có lại đấy. Ví dụ như là tôi đưa ra cái ví dụ vừa rồi. Cho nên là
cái cấp dưỡng, cái bản chất câu chuyện đấy là chúng ta thực hiện đó để đảm bảo duy trì cái cuộc sống cho những cái nhóm người mà khi họ rơi vào các cái tình trạng đặc biệt. Vì vậy trên cái tính tiền bù ngang giá nó không cần thiết phải được đặt ra và cũng không được đặt ra luôn á, đúng không ạ? Rồi đấy là quan hệ tài sản nó không mang tính đền bù ngang giá và nó không diễn ra đồng thời. Bởi vì như tôi cũng chính cái ví dụ cái quan hệ giữa cha mẹ và con thì chúng ta sẽ rõ, đúng không ạ, là cha mẹ cấp dưỡng cho con phải cấp dưỡng cho cha mẹ, nhưng nó không bao giờ nó diễn ra đồng thời, đúng không ạ, mà nó cái quan hệ đấy có thể có đi có lại nhưng nó diễn ra vào những cái thời điểm rất khác nhau, và cái tính đền bù ngang giá thì cũng không cần thiết phải được đảm bảo, đúng không ạ. Và chúng ta sẽ chuyển sang đến cái đặc điểm thứ ba của nghĩa vụ cấp dưỡng, đó là nghĩa vụ cấp dưỡng không mang nghĩa vụ cấp dưỡng mang tính cụ thể và riêng biệt. Thì tôi đã nhấn mạnh đến cái yếu tố rằng là nghĩa vụ cấp dưỡng nó gắn liền với nhân thân, đúng không ạ, và chính nhân thân của từng cá nhân. Vì vậy cho nên là bây giờ ông cha phải cấp dưỡng nuôi người con thì ông cha không thể nhờ cha mẹ của cha, đúng không ạ, là ông bà của đứa trẻ đấy, là trả tiền cấp dưỡng để nuôi con của mình được, đúng không ạ, là nhờ ông bà cấp dưỡng dùm đó thì không được. Và nếu như người con là người nhận tiền cấp dưỡng của cha mình thì bây giờ không thể vì là người con đấy đang nợ một ông em mờ một khoản tiền thì bảo rằng là thôi cha khỏi trả tiền cấp dưỡng cho con, cha trả luôn cái khoản tiền đấy cho ông em mờ đi, đúng không ạ. Bởi vì cái nghĩa vụ cấp dưỡng chúng ta gắn liền với nhân thân và nó mang cái tính là tương trợ và giúp đỡ trong cái hoàn cảnh đặc biệt, cho nên chúng ta thấy rằng nghĩa vụ cấp dưỡng vốn là một cái nghĩa vụ mà không thể chuyển giao và thay thế, và đây sẽ là một cái đặc tính rất đặc biệt của cái loại nghĩa vụ này. Thì như vậy á, là chúng ta đã xử lý xong cái nội dung là khái niệm cấp dưỡng và các cái đặc điểm của cái quan hệ cấp dưỡng, đúng không ạ? Và dĩ nhiên rằng là tất cả những cái cách hiểu của pháp luật về cấp dưỡng cũng như là các cái đặc điểm của quan hệ cấp dưỡng nó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái quan hệ cấp dưỡng, một cái nghĩa vụ pháp lý mà cần phải được thực hiện giữa các cái thành viên trong gia đình khi mà họ rơi vào các cái điều kiện mà pháp luật vốn quy định.